Davis cầm tiền đi hưởng khoái lạc. Trong lúc Davis đang ân ái thì bị người của Logan bắt tra hỏi. Anh nói có bộ đàm của nhóm Logan nên biết chuyện. Lúc này Davis thoát khỏi người của Logan bỏ chạy thì xe container tông chết. Sau khi dọ tên chuột mắt, anh hói lên đường đi Omen. Anh hói trở lại ông Minh và đưa cho ông trùm râu răm lời thú tội ngọt ngào thứ ba. Hunter được thả ra, anh hói quay về nông trại ở Úc đoàn tụ với cô người yêu Anna. Cả hai sống với nhau hạnh phúc tới cuối đời. Không, chuyện đó chỉ có trong cổ tích, còn hiện tại thì cuộc sống vẫn chưa tha thứ cho anh hói. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là tôi đây. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một bộ phim nổi tiếng của anh hói. Đó là phim Killer Elite, hay còn được gọi là Sát thủ chuyên nghiệp hoặc Thanh trừng sát thủ. Là một bộ phim hành động của Anh và Úc hợp tác sản xuất dựa theo tiểu thuyết The Fader Man của nhà văn Janos Fennes, đạo diễn Gary McKenry và công chiếu vào năm 2011. Nào tất cả mọi người hãy ngồi yên vị trí, hướng mắt lên màn hình, chúng ta bắt đầu xem phim thôi. Phim được lấy bối cảnh năm 1980. Mở đầu phim, anh hói cùng Hunter đang ăn sáng và chém gió về cuộc đời tại một ngôi làng ở Mexico. Ăn xong, cả hai đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt tên đại gia người Mexico. Chiếc xe hơi bị nổ ở phía sau Santo buộc vào trên không trung. Chiếc xe ở sau chở tên nhà giàu lùi lại tính tẩu thoát thì Hunter lái xe tới chặn lại, cầm súng ra xả đạn. Chiếc xe tăng ga chạy lên phía trước thì anh hói bất ngờ bước ra cầm súng lục bắn tài xế. Vì xe trang bị kính chống đạn nên anh bắn thủng lốp xe để xe dừng lại rồi kích hoạt bom phá cửa xe. Hai tên vệ sĩ mở cửa xe ra bắn anh hói, nhưng bằng những biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, anh hói vẫy súng chết hai tên vệ sĩ trong nháy mắt. Anh mở cửa xe tiêu diệt luôn tên đại gia, nhưng trong lúc ấy trong xe có một đứa trẻ nên anh hói không ra tay với đứa trẻ. Trong lúc đang sao lãng, mấy ông cảnh sát chạy mô tô tới bắn anh hói để an mạng đầu tiên, nhưng vì trình bắn súng còn non, cũng như anh hói là nhân vật chính nên đạn chỉ trúng tay anh hói. Hunter thấy vậy bắn súng giải quy. Phía bên đầy bia lái xe tới đưa cả bọn chạy thoát. Sau sự việc này, anh hói quyết định từ bỏ nghề sát thủ và quay về Úc nghỉ dưỡng. Đời không dư mơ, mới nghỉ dưỡng được một năm, anh hói phải tới Omen gấp. Ở đây anh gặp một đặc vụ da đen đi xe hơi màu trắng, mặc đồ trắng, dùng khăn trắng. Có lẽ anh da đen làm vậy để trông mình nổi bật và cá tính hơn. Anh hói biết được rằng bạn của anh là Hunter đã thất bại trong một nhiệm vụ trị giá 6 triệu Vidin. Anh cùng đặc vụ tới gặp ông trùm dầu mỏ Am, một người không phải người châu Phi nhưng da vẫn đen và có bộ lông mồm dài và rậm. Râu râm buộc anh hói giết chết ba cụ đặc vụ SAS, Stephen Harris, Stephen Gregg và Simon McCann. Vì trước đây chúng giết chết những người con trai của ông, anh hói phải quay lại vòng xoáy, giết người để cứu Hunter và làm việc đó giống như một vụ tai nạn trước khi ông râu râm này qua đời. Anh hói được dẫn tới phòng giam Hunter, ở đây hai người thực hiện vụ đào tẩu nhưng bất thành, khiến anh bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ. Trên máy bay tới Paris, anh hói nhớ về một em gái có cái tên là Anne Frazier, khá xinh đẹp và nóng bỏng tay. Tại Paris, Davis và Mia đồng ý tham gia với anh hói vì số tiền 6 triệu Biden quá lớn. Anh hói và Mia quay trở lại Omen để theo dõi Harris. Tại biệt thự của Harris, hắn đang vui đùa cùng một em đào ở hồ bơi. Tôi sẽ cắt qua đoạn này vì có cảnh tiên ông hái đào. Anh hói lẻn vào nhà Harris, vừa nghiên cứu hiện trường, vừa nghe những tiếng kêu ú ớ ở phòng bên cạnh. Ở Hereford, Anh Quốc, Davis vào quán bar đóng giả là một khách làng chơi hỏi thăm về nhóm SAS. Sự việc này bị báo cáo lại cho tổ chức bảo vệ SAS nên Davis bị theo dõi ngược lại. Tại Omen, ông hói và Mia đang nghiên cứu cách giết Harris thì bất ngờ có một người theo dõi. Cả nhóm truy đuổi theo tên chụp ảnh và nhảy xuống hầm bắt hắn nhưng không bắt được. Tại nhà Harris, anh hói và Mia tra khảo hắn và ép hắn vào phòng tắm để xử lý. Đúng lúc này, cô bạn gái của Harris tới, hắn chống cự và bị Mia thủ tiêu luôn. Bia tiếp tục đóng giả là đặc vụ SAS để đi hỏi thăm tin tức về SAS, nhưng bị phát hiện, buộc Bia phải ra tay diệt đầu mối. Tổ chức bảo vệ SAS buộc phải lên đường tìm hiểu tại sao nhóm sát thủ lại nhắm tới đặc vụ của họ. Davis biết được sắp tới Greg có một chuyến đi tập luyện trên ngọn đồi tuyết. Anh hói cải trang xâm nhập vào khu căn cứ thăm dò tình hình thì bị tên theo dõi phát hiện. Anh hói lái xe phóng đi, sau một hồi trượt đuổi căng thẳng, anh dừng xe đi vào một bệnh viện. Tên theo dõi cũng lần theo và bị anh hói phục kích. Tuy ra đòn trước nhưng anh hói vẫn bị đánh sắp mặt lòng. Với bản lĩnh là một sát thủ chuyên nghiệp, anh hói đã ra đòn ngay chỗ hiểm của tên kia khiến hắn mất đường sinh sản. Sau đó anh hói trở về căn cứ và bàn với hai anh em chí cốt đột nhập vào căn cứ SAS để đầu độc Brett. Anh hói cải trang trong bộ quân phục, tiếp cận Chris và bỏ thuốc vào ly cà phê của hắn.
Có điều kỳ lạ là cả trung đội lại chẳng ai biết ai. Anh Hói vào dư chốn không người. Anh Hói đi theo Chris lên đồi để tập trận. Lúc này thuốc đã ngấm vào người Chris. Anh tiếp cận quay lại cảnh hắn thú tội giết người và bị chết vì sốc thuốc rồi gửi về cho Râu Răm xem. Quay trở lại căn cứ của cả nhóm, anh đặc vụ da đen cuối cùng cũng đã mặc bộ đồ đen giống với bạn cả của mình. Lúc này Davis và Mia đang tập bắn súng. Anh Hói thì ngồi nghiên cứu thông tin. Anh da đen đưa cho anh Hói thông tin về đặc vụ SAS cuối cùng tên là Mặt Cam. Tuy nhiệm vụ gian khổ nhưng anh Hói vẫn còn thời gian để gọi điện hỏi thăm em gái Andy. Chắc anh sợ bị cấm sừng nên gọi cho chắc cú. Anh Hói và Bia tới nhà Mặt Cam theo dõi thì bất ngờ thấy tên đã bám theo anh Hói lúc ở bệnh viện nên cả hai phóng xe đuổi theo. Với sự giúp đỡ của Jax, cả nhóm lập kế hoạch tạo ra hiện trường tai nạn xe để khử Mặt Cam. Mia trên mái nhà theo dõi xe của Mặt Cam. Jax chiếm quyền điều khiển xe bồn từ xa. Anh Hói thì thể hiện trình ép xe thượng thừa sau khi du học Việt Nam về. Tất cả thành công giết chết Mặt Cam. Tuy nhiên, có một tên đặc vụ người Anh theo dõi buộc cả nhóm truy đuổi theo. Trong lúc giằng co, Jack vô tình giết Mia và tên đặc vụ người Anh. Cả nhóm giải tán, Davis cầm tiền đi hưởng khoái lạc. Trong lúc Davis đang ân ái thì bị người của Logan bắt tra hỏi. Anh Hói có bộ đàm của nhóm Logan nên biết chuyện. Lúc này, Davis thoát khỏi người của Logan bỏ chạy thì xe container tông chết. Sau khi dọ tên chuột mắt, anh Hói lên đường đi Omen. Anh Hói trở lại ông Minh và đưa cho ông trùm Râu Răm lời thú tội ngọt ngào thứ ba. Hunter được thả ra. Anh Hói quay về nông trại ở Úc đoàn tụ với cô người yêu Anna. Cả hai sống với nhau hạnh phúc tới cuối đời. Không chuyện đó chỉ có trong cổ tích, còn hiện tại thì cuộc sống vẫn chưa tha thứ cho anh Hói. Ở bên này, nhóm Logan sau khi tra số điện thoại phát hiện ra tổ chức điều hành lính đánh thuê trên toàn thế giới. Anh đặc vụ da đen thông báo cho anh Hói tin không thể nào tốt hơn, đó là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Vẫn còn một người nữa tham gia vào vụ giết con trai của ông trùm Râu Răm. Đặc vụ còn dọa, nếu anh Hói không làm thì người yêu anh sẽ gặp chuyện. Anh Hói đưa người yêu tới Paris nhờ Hunter trông chừng, còn anh sẽ đi London. Anh Hói tiến vào khách sạn của con trai ông trùm Râu Răm hỏi chuyện thì được biết Harris không phải là kẻ giết người, mà đó là Ranus Fenix, một nhà văn của SAS. Anh Hói phi xe tới tòa xuất bản tìm Fenix thì bị nhóm Logan phát hiện theo dõi, rồi bị phục kích bắt sống. Nhưng thật bất ngờ đó không phải là anh Hói, nhóm Logan giống như những chú lừa con chưa trả sự đời. Lúc này, anh Hói đã tới đường chỗ Fenix, tặng hắn viên kẹo đồng bọc đường và kèm theo khuyến mãi vài bức ảnh. Nhóm Logan truy đuổi anh Hói trên mái nhà vì có Aura nhân vật chính nên tên chuột mắt bắn toàn trượt. Anh Hói bay dậy dư khỉ từ nóc nhà này qua nóc nhà khác. Sau một hồi sử dụng kinh công tuyệt đỉnh của mình thì anh vẫn bị tóm. Tên chuột ngạc nhiên tại sao anh Hói không giết Fenix rồi tra hỏi anh. Tại đây, anh Hói nói hết mọi chuyện và được tên chuột bỏ qua. Nhưng đợi một lần nữa không như mơ, anh chuột lại bị một tên đặc vụ của chính phủ bắt và tiết lộ về việc chính phủ anh đứng sau những sự kiện dầu mỏ của ông trùm Râu Răm. Giết thì không giết ngay, tên đặc vụ cứ đứng nói luyên thuyên, làm anh Hói ngứa tai phản kích lại. Cuộc giao chiến ba bên diễn ra, anh Hói nhanh chân chạy thoát được, còn tên chuột bắn chết gã đặc vụ chính phủ. Ở Paris, đặc vụ da đen chỉ định một sát thủ giết Hunter, nhưng Hunter đã nhanh tay giết chết tên sát thủ. Tên da đen theo sau Andy để bắt cóc, nhưng Hunter tới kịp và cho hắn một phát vào chân. Hắn than khóc như đứa trẻ bị mẹ mắng. Anh Hói và Hunter đến ông Bình để đưa mấy bức ảnh cho ông trùm Am. Tuy nhiên, tên chuột Logan đã đến trước, nói với ông trùm rằng mấy bức ảnh là giả và đâm chết ông. Con trai của ông trùm không quan tâm, hắn đưa cho Logan một số tiền. Hunter phát hiện tên chuột đang rời đi và họ đuổi theo hắn. Sau một hồi đua xe trên sa mạc, Hunter đã chặn được xe của tên chuột. Hunter lấy một ít tiền về cho gia đình ông. Họ bỏ Logan ở lại đó, nói với Logan rằng hắn cần số tiền đó để bắt đầu cuộc sống mới sau khi giết chết gã đặc vụ chính phủ và chống lại mong muốn của tổ chức Fiderman cũng như chính phủ Anh. Cuối cùng thì anh đạo diễn cũng thay cho anh Hói. Anh Hói trở về đoàn tụ với Anna. Họ trao cho nhau những cục đờm béo ngậy và sống vui vẻ với nhau suốt đời. Qua tập phim trên, chúng ta rút ra kết luận đừng bao giờ khinh thường ông già nhất là khi trên tay ông có súng. Bạn đã làm sát thủ thì cả đời cũng phải theo, ông đạo diễn nói vậy. Làm nhiệm vụ với anh Hói chẳng may có hy sinh cũng không được anh cúng gà. Đừng mong chính phủ quan tâm tới bạn vì họ chỉ quan tâm dầu mỏ thôi. Đừng nên để râu nhiều nếu bạn không muốn bị đâm chết.